Hello, everybody, welcome to Health với KT. Chào các bạn đã quay lại với kênh Health với KT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game Tam Quốc mà theo dạng mỹ nữ ha. Đấy, mỹ nữ Tam Quốc truyện. Gì Ba Quy Điện hả? Sao ta? Nữ Nhi hả? Nữ Nhi Ba Quy Điện. Ừ, vậy có bộ đẹp đục được y cái mầm vô mặt này hả? Đó. Chết chì. Ok, đó. Game này có nhân 8 hả? Bản này của Milu có nhân 8 luôn. Nhưng mà gọi là sao ta? Không hít bật nhân 8 anh em. Để coi nhân vật nó đánh. Đó, trời ơi. Cái này là hẻ bài hả? Này mà được mà 3D đồ di chuyển hả? Lúc la, lúc lắc, lúc lư, lúc lư hả? Trời ơi. Đấy, khoái chảy nước miếng luôn á. Lâu vậy. Chưa mở cái nhân 8 luôn á. Mở nhân 8 nữa thì sao trời? Ok. Rồi đó. Đó. Gơi chưa. Trời ơi, tướng mát mẻ. Ok man, đó, mày chết chắc rồi con. Ủa bạn này có trend ra được kim vé tệ ông ta mà sao chả thấy con tệ nào nãy giờ hết vậy? Đậu xanh thầm ba lần sáng cấu đó. Không thấy vé tệ luôn hả? Chù cho à. Đâu, không, cũng không đẹp lắm, mấy con này không đẹp, mấy con VIP rồi tướng đỏ đồ á thì nó còn đẹp ha. Đó. Ví dụ như đây là cũng gọi là đẹp nè. Đó, đây là đồ gì? Oh man. Quang Vũ anh em. Wow. Oh. Oh, quay hường ra được Quang Vũ hả? Yeah. Ok man, Quang Vũ nha, Quang Vũ. Oh. Ê, dây đồ hả? Loạn khen đồ hả? Trời ơi. Game bao phê. Chơi game đừng chơi thứ gì khác. Đó, bây giờ mới thấy nó rất tệ. Ok man. Đấy, đúng rồi, Quang Vũ. Ôi ơi. Trước là cái bản mà nó chưa reopen là con Quang Vũ là chúng ta phải vào trong phần nạp đầu đồ á nó mới có được Quang Vũ hả? Bây giờ thì thôi rồi luôn. Ok, không biết nói là tại sao. Rồi cho nó chạy luôn. Đó, tướng nhìn sang xịn mịn hả, quá đẹp. Đợi hỏi gì nữa. Ok. Giờ vô nâng nâng trang bị. Game này mới ra có 12 server rồi hả? Nên anh em nào muốn vào đặt cọc, đặt bóng gì trong này thì đặt hả? Ok, đồ. Ngon. Online mà ra được vé tệ thì thôi rồi. Ok ha, được. Này, điểm danh hàng ngày được vé tệ rồi mới. Oh man, được 100, 200, 200 đầu anh em. 200 để chúng ta có thể mở được mấy cái GM đầu ấy. Thường thì có một số game thì mấy cái GM đầu nó méo có cho mở được ha. Ok. Rồi đây là mấy cái phần nạp hả? Cái gì? Nạp 6 tệ là được một rương này hả? 28 tệ được 1000 tệ nạp. Đủ thơm đấy. Rồi vé nạp trong này. Nạp nữa. Này nạp. Quà trưởng thành. Ok. Đây nhập code.
Có, chúng ta có được 5 cái hả? Ôi trời ơi, nó quay đều những vòng quay. Tự nhiên cái nó văng ra anh em. Ok, bây giờ phải vô lại. Chúng cầm 2 thôi để cho nó. Ok. Nhập lại cái code hồi nãy. Rồi ở đây chúng ta sẽ đó, nhập hết ha. Quà này thì nó chắc cũng không có gì ngon anh em. Thường chơi mấy cái game Trung Quốc là heo ít thì nào mà châm mông vào mấy cái code đó. Lâu lâu thì nó có, các bạn thấy đồ online hàng ngày nhận tệ nạp. Ok, quay bữa tối vừa qua ngày mới luôn. Đậu xanh của bên kia nó cho ngày mới rồi, bên này nó chưa reset cái móc nạp nữa. Trời, đậu ôi lòng có móc ngày, nó cho luôn có móc ngày thì ho ngon luôn. Thì tướng này không biết ha. Ok, không biết cái tướng cũng sang xịn mịn, nó nằm được đó. Đây quả code 5 cái code. Chắc là sẽ có tướng gì đó ngon ngon ở trong này. Rồi vô cái GM ha. GM chúng ta có VIP không? Đúng. Đầu vô cho 10 triệu hả? Cũng được. GM 3. Ồ. À, chưa cắn tệ. Ok, đây chúng ta sẽ cắn tệ ha. Quan. Wow. Ờ đúng rồi, tệ này tệ nạp thôi. Tệ nạp thì ở trong đó nó méo có méo có nâng lên được tệ nạp thì phải. Nó chỉ có hoặc tệ gờ mê nó không có nâng lên được, nó chỉ có nâng tệ nạp thôi. Ok đó, đủ thể lực bên này cho nhiều ghê hồn thiệt chứ. Cái gì vậy, tướng gì vậy? Ủa rồi, ồ bán cũng khá rẻ hả? Được, có 15 ngàn đồ anh em, chơi được ha. Ba cái rương kia, ba cái rương này hả, đổi được một cái rương kia hả? Được, có 15 ngàn một rương rồi anh em. Để heo lấy 9 cái rương, rồi chúng ta sẽ đem đi đổi. Tí chúng ta sẽ mở từng rương một ha. Để coi nó có cái gì, chắc là tướng thường đổi lên tướng VIP nữa mà. Ba cái đổi lên một thì chúng ta sẽ dư được một. Để ra đi. Đây có đá nữa nè. Ok, ta có ăn được tới 100 tệ lần mà. Trời ơi, lên được 2, 4, 6 GM 5, GM 6 luôn. Ngon lành cành đào. Ở đậu phòng ở dưới chúng ta đổi lên đây nó cho phi. Bà mẹ, nó chỉ có 25 ngàn một rương. Trời ơi. À, mấy rương đó chúng ta đổi là rương hoàng kim. Oh man, nhưng mà rương hoàng kim chắc hơi phê à. Hơi lâu mới lên được ấy. Rồi, vô hoàng. Oh, hồi nãy như là chúng ta được GM 4 đúng không? GM 5, GM 6. Chúng ta đổi lên được một vé 100. Ok, cũng vậy à. Quên. Mở mấy cái rương rồi. Cam. Rương này rương trang bị rồi. Mở thử cái này coi. Mở không ta? Thôi để đó đi. Đi lấy cái đâu rồi. Đây. Đủ 631 cái thể lực hả? À đồ, cái này quay là mỏi tay luôn ấy nha. Oh man, mệt đây. Một ngày mà chúng ta mua được 100 mấy, 15 ngàn thể lực một ngày. Wow. Thôi rồi, bản này quá là sang xịn mịn nên chắc là không có mở hết ha. Cái này mà mở hết thì theo mà quay hết thì video này chắc chỉ dài lắm, lên tầm khoảng 50 thôi ha. Đó.
À, với lại tại vì chúng ta chưa mở được GM7 ha, mở được cái GM7 rồi mới phê. Tại vì sao ta? GM7 thì 2 thẻ 100, chúng ta sẽ đổi được 1 thẻ 300 đó. 2 thẻ 100 GM chúng ta sẽ đổi được đó, không 2 thẻ 100 tệ chúng ta sẽ đổi được 300 tệ, chúng ta sẽ lời được 100 tệ luôn ha. Mà nó chưa có mở, nó xu là xu vậy đó nè. Nếu mà nó mở rồi thì nói gì nữa. Ok, cũng được 100, nháp cho anh em coi thôi ha. Ok, đâu rồi. Đây. Đó. Cắn. Rồi vô mở, nhưng mà ở đây chúng ta sẽ có thẻ 100 tệ rồi. Đâu rồi, 100 tệ. 100 tệ tại đâu rồi? Đây. 100 tệ, cắn cái nè. Đó. Rồi mở mấy cái rương này thôi. Tướng nè. Gì đây? Chắc là trang bị à, không. Tướng nữa nè. Hay chibi quá anh em. Con tướng mà nó lớn lớn hơn á. Chibi quá, đâu có gì đâu coi. Một rương. Hai rương. Mở thử cho coi thôi. Đây, mở ra được gì đây? Trang bị. Á đục. Vậy mấy gương kia vẫn ngon hơn chứ. Cái rương này mở ra trang bị chứ đâu phải tướng đâu cái rương kia. Nhưng mà tướng cũng không có ngon lắm. Đó, trang bị đỏ đầu luôn. Trang bị hoàng kim. Nhà này là cái gì đây? À, mấy cuốn ấy. Ok, đó là những thứ mà chúng ta mua được trong GM Shop ha. Còn ở đây quay tệ. À, quay tệ tiếp. Đục, chúng ta có nhiều cái lượt quay dữ người ta. Ồ, quay lại đây, miễn sao mà có vé tệ là được rồi. Gom lên đổi vé 100 tệ luôn ha. Đủ không ta? À, 2 vé 5 tệ chúng ta đổi được 10 tệ. 2 vé 10 tệ chúng ta đổi được vé 100 tệ. Có không? À, 30 tệ. Đó. Nó cứ theo cái đà như vậy đấy. Rồi 2 vé 30 tệ chúng ta đổi được 100 tệ. Xuất sắc. Vé quay tướng. Lệnh bài quay tướng. Đột 1.000 tệ nạp một tầng. Wow wow. Nót vô liền để quên. 1.000 tệ nạp một tầng hả? Ok, 1.000 tệ nạp một tầng. Ngon lành. Rồi đây vô đổi. Hồi nãy chúng ta có Ồ, cái bảng này 50 mảnh là đổi được một thẻ, một vé hả? Wow, ngon, ngon. 50 mảnh chúng ta gom được một vé. Ồ. Hộp đồ 2 vé 10 tệ, đổi được 50 tệ. Lời, đồ được thêm 100 tệ nữa anh em. À, tức ghê không? Mở được cái GM7 là chúng ta... Hồi nãy có 100 rồi nè, là lên 300 liền. Hai cái 300 chúng ta được 1.000. Mà nó. Ok, thôi chơi ngày đầu như vậy là cũng thơm rồi hả? Đó. Oh man. Ăn luôn cái này nè. Đó. Rồi ra lụm quà nạp liền. Trong này 210 tệ. Mà méo ăn được cái coi cái góc nào hết. Đây, 10 tệ. Chúng ta được một con quan vũ. 30 tệ ăn được không? 30 tệ không ăn được. 100 tệ. Đó, trời ơi, mấy bé mặc đồ chibi chibe rồi. Nhìn thật là quyến rũ. Đây, 100 tệ chúng ta ăn được. Đó. Rồi, chúng ta còn đồ ở trong này nữa ha. Rồi, đây. Gói gói 10 tệ hả? Đây, gói 100 tệ hồi nãy chúng ta cũng có nạp nè ha. Tiếc ghê, không là ăn được móc 300 nữa rồi.
Đây chúng ta nạp được 203, được một đống đồ nữa nè. Đó. Rồi ăn thêm ở đây nữa. Đồ. Rồi. Rồi, đây cái này quỷ trưởng thành chúng ta cũng lượm được luôn ha. Rồi thẻ háng, thẻ đồ, thẻ háng, thẻ tầng đồ chúng ta cũng lượm được luôn nha anh em. Ủa, không được lượm cái này hả? Đồ phòng chỉ lượm được có thẻ tầng à. Gì cũng được rồi. Đục được 17 lần quay, quay cũng không vô được gì hết. Để thôi, nghỉ quay ha. Rồi link heo sẽ để dưới phần mô tả ha. Anh em nào có chơi thì có thể tải về. Thì bây giờ để mở mấy cái này và đi mở tướng cái đã. Nãy chúng ta thấy có con Quang Vũ. Đây Quang Vũ. Đồ một con tướng đỏ luôn hả? Ủa mình nhận tướng đỏ nào ta? Mình cũng không nhớ là mình có nhận được con tướng đỏ nữa đó. Wow tướng đỏ này anh em. Wow wow. Ngon ngon ngon. Ồ, vô tình lượm được hai con tướng đỏ nhỉ. Một con Quang Vũ. Bây giờ chúng ta sẽ vô bảng xếp hạng. Chúng ta coi mấy con tướng của người ta ha. Đây bảng xếp hạng. Vô nào vô nào. Tắt cái nhân 5 đi. Rồi nó vẫn quay anh em. Đó đây là tướng nè, đó, đù nhìn nè, ôi rồi ôi anh em ơi, thơm 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 thơm, quá trời thơm, đó, kèo này là kèo hôm chứ còn kèo nào hôm nữa nè, đấy nhìn tướng là mê liền, trời ơi, bước vào thế giới của nữ nhi quốc rồi hả, cái này là nữ nhi quốc cái chứ quốc què gì. Rồi ok thôi anh em nào có chơi muốn trải nghiệm thì tải về ha. Link heo sẽ để dưới phần mô tả. Đồ con Quang Vũ lên cấp cộng này không biết nó cộng bao nhiêu nữa mà đã đổi nè. Lúc đầu có quần áo lúc sau là xé banh luôn. Wow. Rồi ok anh em nào có chơi thì tải về nha. Ok thôi bye bye chào tạm biệt các bạn.